Mình xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại vào cái cuối rồi mọi người. Lại đi đánh bắt cá, mình làm món gì đó ăn nha mọi người. Giờ thì xin mời mọi người cùng đi với mình nha. Giờ mình sẽ đi đánh lưới mọi người, đánh lưới trước kiếm ít cá. Ở đây nhưng mà nó gần khác nó hơi ồn nữa, mình nói chuyện nó hơi gọi là ồn ào hơn như thế nha mọi người. Đây, xác đây. Giờ đi thôi. Đẹp quá. Có hàng rồi đây. Mình ném moti à. Ôi. Mini thôi thả đi trơn quá. Trơn quá. Đây giờ mình đi thăm lưới thôi mọi người. Rồi. Cá đứng tùm lum ấy. Mệt xỉu mà. Đây, cái đồ phi suối nha mọi người. Đây. Bữa này kia nữa kìa. Ui giời ơi. Có dính kiểu này mệt nghỉ luôn. Trơn quá. Mình sẽ ngồi gầm nước này. Thả luôn chứ. Ôi trời, nữa này. Thank you.
quá nhiều. Thấy chưa? Thấy rồi. Giờ mình sẽ bơm lưới mọi người ơi. Bơm lưới là lát nữa mình đi mò kiếm là đủ luôn. Lại cá nữa mọi người ơi. Đây. Nứa này. Như bên này còn con nứa này. Ừ. Tính cái lưới của ai hay sao? Quấn này. Đây. Cá nữa mọi người. Chúng lớn rồi mọi người. Vô mặn à. À. Như thế này. Quấn rồi. Cầm hai tay thôi. Cầm được hai tay. Chỉ cầm một tay, có một tay, cầm một tay thôi. Mày ăn cá mệt nghỉ luôn. Đây to đấy. Bự nhất trong đèn. Thả đi, học sinh đi. Hết lưới. Đi mò một xíu rồi lên mình chế biến. Đây một con ốc cho mọi người. Ốc mini. Đây, ốc. Ốc ốc đắng to. Đại ca có biết bơi không? Ngoài đấy. Cái nón này. Em mọi người ơi. Trong kia em của mình đánh cá được đánh lưới thì được như đây. Đó. Ốc của họ được mấy con này. Giờ thì mình đi chế biến thức ăn được rồi. Thế
mọi người. Hôm rồi hôm bữa mình có đi chiếc trực mới lấy cho mọi người. Cái tàu nay mang đi làm thì cần ăn luôn rồi. Chế biến rồi, bây giờ mình sẽ đi ướp nha mọi người. Đây đồ anh em nhà chuẩn bị hết rồi. Đây là dầu mì nha mọi người. Đây là đường nhé, cho một chút xíu đường à. Nhặt lên này. Đây mình vẫn phải cho đến chiếc bông gọt đó. Thêm ít muối luôn. Còn ông anh mình đang làm cái mọi người. Đây thì mình có ít đâu cũng quế. Sẽ ướp chung vào luôn. Cái rau húng quế này ướp nhất tôm nhé mọi người. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm cái đầu tiên vào. Giờ mình có thêm cái mỡ xẻ sẽ ướp vào luôn. Ướp theo kiểu của mình chứ không theo kiểu của ai hết. Ướp dân vã. Ướp dân vã của nó vậy. Mấy bát mới biết được. Làm hấp rượu rồi. Nước khoáng á. Giờ này uống rượu mà điên người à. Sau một thời gian thì mà mình kẹp xong đây mọi người này, ếch cá đưa lên cho nó dẻo sáo rồi. Sau một thời gian nó đem là kẻ nó cũng chín rồi mọi người. Bây giờ mình lôi ra mình ăn thôi. Có luôn đây đúng rồi. Đây có bè sắp luôn. Nay bây giờ anh em của mình sử dụng bàn đá rồi đấy. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi.
kìa. Để đi, để thôi, mày để đấy đi. Biết vậy. Đấy. Rồi mọi người nhấn lách nha. Lách tầm bữa anh em đi. Xin mời tất cả mọi người ăn ếch đồng của mình nha. Dài nha. Mình xin một like.